Thứ nhất anh vô muốn gặp giúp một cái hoàn cảnh nào, anh nói sao anh đến. Thì anh nghe thoáng qua thông tin đó là gia đình khó khăn, không có giấy tờ. Anh giúp có nhiều trường hợp ở các bé ở từ 5 tuổi lên xuống là được hưởng chế độ chính sách nhà nước. Nghe nói cháu không có giấy tờ, mẹ cũng chứng minh nhân dân, thì anh nói giúp cha như vậy là đâu có gì mà chứng minh để được hưởng chính sách nhà nước. Thì anh muốn vô trong này anh xác minh là cho nó kỹ, anh gặp bác sĩ, anh vô là đầu tiên là anh phải tôn trọng bác sĩ, anh gặp bác sĩ anh hỏi. Thứ nhất là cái ca bệnh này, bệnh tình nó có nặng hay không, rồi tôi muốn giúp đỡ cho ca này, thì nghe người ta nói là gia đình nó không có giấy tờ này kia nọ, thì tôi muốn xác nhận là có đúng hay không. Nếu mà đúng á thì gia đình không có tiền mà chi trả những cái khoản mà linh tinh của bệnh viện, thì tôi sẵn sàng tôi đóng tiền vô viện phí vô đây đó. Biết cả nhà dòm ra tắm sang không? Nay quá trang che cùm bịch cổ trang chùm đầu đi vô bệnh viện để không họ phát hiện ra cái áo nữa mà chết luôn. Rồi không cho vô nữa. Giờ hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2020. Sang có mặt ở tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Rạch Giá. Thì theo như cái công tác lộ trình của Sang ở miền Tây sang đi ngang tỉnh Rạch Giá thì có một cái trường hợp của cháu Lê Minh Luân, 6 tháng tuổi, bệnh khá là nặng, xuất huyết não cũng như là bệnh phổi. Với đàm cháu hôm qua giờ đưa vô là mém tắc tở 3 lần rồi, rất là nghèo khổ. Người mẹ thì có 5 người con, nói chung là chồng thì ba đời chồng. Lúc mà sinh đứa bé này thì cha bỏ lúc mà mẹ còn đang mang thai. Bây giờ sinh cháu ra cháu bệnh nặng, người mẹ thì nói chung là không có quan tâm gì con gì nhiều, nói chung là không có trách nhiệm á. Thấy cháu bé rất là tội mà không có bỏ cháu bé đành. Thậm chí giờ sinh ra cũng khai sinh cũng không có, rồi mà giấy chứng minh nhân dân mẹ cũng có nữa. Vô bệnh viện kiểu này đâu hưởng được chính sách nhà nước ra hỗ trợ được đâu, phải có giấy tờ hẳn thôi. Nhưng mà nghe đâu câu chuyện của người mẹ rất là ly kỳ, thì để cùng với Tấm Sang vô bệnh viện tìm hiểu coi sao. Sang gắng cố gắng để mà ghi hình để cho quý vị xem được tới đâu hay tới đó nha cả nhà. Giờ cháu đang nằm ở khoa cấp cứu, giờ băng qua tới bên đường Sang phải tắt camera. Rồi tắt camera xíu nha cả nhà ơi. Vô đi ngang cái tự nhiên có điện. Thôi nha, cảm ứng nha xua. Kê sát vô người để cấp cứu. Em tôi hỏi khoa cấp cứu khoa nhi. Cảm ơn. Bắt đầu xua. Tầm sát vô người đi vậy là dễ bị phát hiện lắm đó nha. Ở bên kia có không? Não nó có mũ. Não có mũ hả? Não có mũ. Rồi viêm màng não. Viêm phổi. Rồi não nó bác sĩ nó có mổ hả? Giảm dây thần kinh. Rồi em là mẹ bé hay là cô? Cô hả? Rồi là chị của cha cháu hả? Chị của cha của cháu. Chị bác. Hả? Chị chú bác. Là chị chú bác bên cha bên dạ, cha bên cháu. Cha. Rồi cha cháu luôn. Dạ. Dạ, mới có bầu rồi bỏ mẹ này hai đứa thôi.
Rồi mẹ cháu rồi. Mẹ ra ngoài. Mẹ ra ngoài. Rồi từ trưa giờ ai coi trong này? Rồi sao mẹ nó không vô coi? Tâm hơi lắm hả? Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? 6 tháng à? Thôi thôi thôi, đậy lại. Bây giờ bác sĩ nói như sao? Bây giờ xe cấp cứu của chú nằm ở đây, đang bên Long Xuyên. Nếu mà được chú điều chạy qua đây liền. Đó thì bây giờ mẹ nó đi về quê làm giấy tờ chưa? Hôm qua giờ vô đây làm giấy tờ chưa? Nãy là nó nhờ anh Anh với bà chị đỡ cầu số 2 á, làm nhập vô hộ khẩu của anh nhập, Anh nhập vô hộ khẩu cho ông Anh đứng trên. Mà làm được không? Không biết ông Anh nó làm được lắm. Làm được không? Không biết, nữa con cũng làm nữa, tại vì nãy ông Anh nó làm được. Dạ. Chứ không phải lộn hả chị? Không phải, chú Sang. Kia 8 lụ đạn, con này 9 lụ đạn. Rồi mẹ nó là đứa này là đứa 5 đúng không? Nó nói là thứ 3 nhưng mà không biết là thấy 4 đứa rồi. 5 đứa rồi hả? Còn đứa giữa là cho rồi đúng không? Còn 3 đứa đầu là chỗ chồng trước là bán cái số. Đứa lớn nhất là nhiêu? Rồi đứa nhỏ nhất là của chồng trước. Bốn năm tuổi hả? Rồi sanh cái đứa thứ hai là người chồng khác. Đem cho luôn. Rồi cái đứa này, đứa thứ năm là cuối cùng là chồng khác nữa. Dạ. Là em của em. Dạ. Rồi người coi người về người cha của đứa bé này hiện tại giờ đang đâu? Nó ở Bình Dương á. Tại sao lúc nó lấy người ta có bầu rồi không có chăm lo để tới giờ? Hai đứa thôi rồi, nhỏ này nó mới đi Mỹ Lan, nhỏ này nó có bầu. À. Rồi giờ nghe con hay tin về là cũng không về luôn à. Trời ơi. Rồi tí xíu nữa anh nói chuyện em sao để anh vô anh gặp bác sĩ coi. Nha. Rồi lát nữa kêu mẹ nó lên gặp anh luôn. Đây như nãy mà anh vô nói chuyện á, bác sĩ chụp anh. Thì nói chung á là đòi hỏi anh phải có giấy tờ giới thiệu rồi mới vô được quyền giúp đỡ, thì anh thấy cái này nó tư lý đó. Nha. Thì anh muốn vô giúp đỡ một bệnh nhân nào đó, anh muốn xác minh lại, anh phải cần hỏi bác sĩ là hoàn cảnh gia đình này có khó khăn để mà thiếu tiền viện phí hay không. Thường là cháu bé từ 5 tuổi đổ xuống là được hưởng chính sách bảo hiểm 100% của các bệnh viện, anh biết cái điều này. Nhưng mà bên gia đình thì qua cái sự gửi gắm thì gia đình nghèo khổ, không có tiền, giấy tờ không có. Mà mình biết là nếu mà giấy tờ không có làm sao mà hưởng được cái chính sách của nhà nước. Thì chính như vậy anh mới vô muốn hỏi lại bác sĩ là thật sự tới gia đình này có giấy tờ hay không. Rồi, nếu mà không có giấy tờ có thiếu tiền viện phí hay không, để cần tiền viện phí để điều trị hay không, và để mà dựa trên đó là mình có biết là đóng tiền viện phí để giúp đỡ cháu này. Nhưng là bác sĩ ở đây thì ba chục của cái giờ này ngày 4 tháng 12 vào lúc 22:39 cho anh ly ba chai nước ngọt. Ba chai nước ngọt. Đợi chút xíu chút xíu. Rồi bác sĩ cái tên gì giống như cái tên người Sóc Trăng đó. Nói là anh phải cần có giấy giới thiệu mới được quyền vô đây để mà giúp đỡ. Giờ nó nói là anh là cái người bình thường muốn đến giúp đỡ trong cái trường hợp nào đó, bệnh nhân nghèo nghèo người ta không có tiền, người ta đóng viện phí, tôi đến hỗ trợ. Trước khi muốn hỗ trợ thì tôi phải hỏi là bác sĩ.
đúng cái tình trạng bệnh nhân của nó là hiện tại giờ nó không có giấy tờ, nó không có đóng tiền bệnh viện, thì tôi mới tạm ứng cho bệnh viện, đơn giản vậy thôi. Ở đây nó là phải có giấy giới thiệu rồi mới được quyền đã tiếp xúc rồi hỏi rồi này kia, thì anh cũng bó tay. Sau đó là anh liên hệ lại cái em y tá, thì em xin cái thông tin, thì cái thông tin của mình đã có giấy chứng sinh mới đưa qua hồi trưa nay à, tại vì về bên nhà bến về bên bên chỗ trạm y tế nó lúc nó xanh á, mới lấy lại hôm qua, bữa nay mới đưa qua đây, cái lộn gà không có sử dụng được miếng đó. À. Bây giờ có giấy chứng sinh là coi như là cũng là thay thế cái giấy sinh rồi. Và giấy tờ tâm mẹ rồi, chứng minh nhân dân có nộp vô chưa? Mẹ nó không có giấy chứng minh gì hết trơn á. À. Không có miếng giấy gì luôn. Bây giờ giấy chứng sinh đó cháu được hưởng 100% rồi đó. Mình chỉ có tốn 3 cái tiền là chặt tinh tinh ở bên ngoài thôi. Mà tình trạng của cháu á, thì bây giờ á, mình muốn hỏi bác sĩ tình trạng bệnh của cháu, bác sĩ cũng cung cấp luôn. Đúng rồi, con không có cung cấp luôn, mình hỏi tình trạng bệnh như thế nào để mình biết cái hướng điều trị ra sao ha, rồi để mà mình có cái hướng mà giúp đỡ gia đình là không có tiền mà đóng ba cái tiền linh tinh bên ngoài, bảo hiểm 100% cho các cháu dưới 5 tuổi thì đó là đúng rồi, nhưng mà nó là nằm trong hạng mục nào thôi, còn về cái vấn đề tiền phòng thì những cái nào mà bên ngoài của bảo hiểm thì buộc phải tốn tiền, thì nghe cái trường hợp mà gửi là gia đình cũng khó khăn. Rồi anh cũng đã trình bày với bác sĩ, anh hỏi cho nó rõ để mà anh có hướng giúp là anh đóng hoặc là anh đóng tiền tạm ứng trong bệnh viện. Rồi bác sĩ cũng không cho, không có cung cấp. Rồi lấy gì anh giúp đây. Bây giờ nghe qua một em mình em nói thì bây giờ cái bệnh tình của cháu nó là vậy á. Đó. Nhưng mà anh cũng tạm tin em đi, rồi bây giờ tiền ở đây là tiền của Mạnh Thường Quân. Cho nên anh muốn làm rõ ràng để anh trước khi anh giúp đỡ, thấy cháu rất là tội nghiệp rồi đó. Hình ảnh hồi nãy rất là tội nghiệp. Nhưng mà tình hình là từ ngày hôm qua tới giờ đó, thì các bác sĩ cũng chưa có đưa ra cái lời kết luận như thế nào. Đưa mà nói với mẹ nó không mà, rồi mà hỏi mẹ nó lại thì bác sĩ cũng không có đưa ra, nói là đưa giấy tờ cho con nghe nó thôi không mà. Thì ngày từ ngày hôm qua tới giờ điện ra nó hô là sáng chuyển xong rồi nó chưa chuyển rồi nói hẹn lại là nói hô bác sĩ nói làm sao rồi hô hẹn lý do hẹn hồi, sao nói là giống trong điện thoại nói anh nghe. Hồi chiều á là em về em hỏi bác sĩ chính xác là 10 giờ chuyển không, bác sĩ nói là bây giờ chưa có xe tới 3 giờ sáng. Rồi em mới nói ủa sao mà nói vậy, rồi cháu em đang mệt rồi sao, bác sĩ nói ở trên là tiếng trên người ta giải quyết sao thì ở dưới này nghe theo chị không có xe rồi chờ gì đó không biết, nói bác sĩ nói vậy không đó. Kiểu này chết luôn. Mà 3 giờ không biết chắc chắn đi chưa nữa. Nó không có xe. Dạ. Rồi nó không có người. Nói là ở trên nó giải quyết làm sao, dưới này làm gì. Trên nào cũng đâu làm trên. Bây giờ bệnh viện này là mình ta không điện công ngoài khả năng. Ta chuyển lên tuyến trên thì chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện tuyến trên thì chuyển lúc nào ta cũng nhận. Đâu có vụ mà tuyến trên là hẹn khi nào có người mới nhận. Nghe nói gì đó. Mà chính xác bác sĩ nói vậy đúng không? Dạ. Thì bây giờ nếu mà em nói bây giờ em có xe, bây giờ xe của em có, bây giờ em xin chuyển không bây giờ coi được không? Không, cái đó em biết nhưng mà không có nói được với bác sĩ. Bây giờ chính tôi đâu có người giúp đỡ, tôi muốn vô tôi hỏi cho nó rõ, bác sĩ cũng từ chối rồi tiếp xúc dạ. với tôi nữa. Bác sĩ không có chịu nói gì cho. Đó. Rồi bây giờ làm sao tôi giúp em? Bây giờ chỉ có người nhà vô nói bây giờ nó quyết định để cháu đây, để cháu ở đây. Ha. Còn muốn lên Sài Gòn á thì tự người nhà nói chuyện, tôi không có can thiệp được. Tại vì thật sự tới bây giờ muốn nói chuyện với bác sĩ là phải người nhà. Nói hồi chiều em cũng có nói hồi là... nãy tôi cũng nói là tôi muốn đóng vô tiền viện phí ở đây, nó cũng không tiếp xúc với tôi luôn. Nếu bác sĩ ở đây sao mà ngộ không biết, hỏi cái gì cũng không trả lời cho em. Khoa cấp cứu, khoa nhi, khoa cấp cứu, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang. Lần đầu tiên sao mới thấy, tất cả các bệnh viện khác không ai làm cái kiểu này đâu. Bệnh viện khác người ta là bây giờ dù anh có là tổ chức nào hay là anh là người dân bình thường, anh muốn vô giúp đỡ cho hoàn cảnh nào lúc nào anh đang sẵn sàng tiếp đón anh, rồi tạo mọi điều kiện để anh giúp cho bệnh nhân đó. Không có bệnh viện nào mà người ta từ chối hết, phải đòi hỏi cái giấy giới thiệu độ này kia nọ, không có. Cái này nó thật sự là tạo một cái điều kiện là không có suông, rồi để cho một bệnh nhân nghèo có được cơ hội của đón nhận được cái sự giúp đỡ sức của mọi người khác.
bây giờ trường hợp này bây giờ xe cấp cứu của anh đang nằm đây, mới bỏ bệnh nhân ở bên Long Xuyên xuống, và anh kêu xe cấp cứu anh nói chờ nếu mà được thì anh đó cho đưa cái xe cấp cứu của anh chuyển về, sẵn xe anh cho chuyển về đó. Còn phải đưa cháu, tình trạng cháu về á, thứ nhất anh phải biết là đi trên đường đi là phải có điều dưỡng y tá bác sĩ, mà ở đây mà người ta không đưa điều dưỡng y tá bác sĩ ra thì anh cũng không dám chở, thật sự luôn không dám chở, lỡ cháu có chuyện gì dọc đường sao. Xe tụi anh có, nhưng quan trọng là cái con người để mà đi đó. Thì giờ em vô em nói nếu mà cần thiết, giờ người ta mới kêu đi xe này, người ta kêu đi xe này là trả tiền phí đúng không? Đi xe bệnh viện trả phí quá thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ xe chẳng có thì sao chưa cho đi nữa. Không à. Hẹn 10 giờ, giờ hẹn là 3 giờ sáng mà. Dạ, hẹn hồi chiều là hồi giấc trưa, giấc trưa kêu em lên nói là cháu nặng, chuyển lên trển ở đây không có điều trị được, nói là bị giãn dây thần kinh đó. Rồi chuyển lên trển rồi em mới đồng ý xong rồi nói là 10 giờ chiều nay chở đi, chở lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Rồi tới hồi chiều đâu 4-5 giờ em vô hỏi lại bác sĩ sáng 10 giờ đi không, đặng em biết đường em ship đồ. Bác sĩ nói là chưa có xe, bây giờ tới 3 giờ sáng mới có xe nữa. Yeah. Rồi em mới hỏi ủa sao kỳ vậy, sao mà xe kìa, xe đậu chứ bệnh viện hả. Rồi em mới hỏi ủa sao kỳ vậy, sao mà cháu nó mệt mà nói lặn lựa, rồi bác sĩ nói ở trên người ta giải quyết vậy đó. Đó tài luôn. Mẹ cháu đâu kêu, bây giờ tạm thời em kêu mẹ cháu ra đây, em muốn gặp mẹ cháu luôn. Mẹ nó hồi nãy đi với anh, em với anh ra trong đó tao khóa cửa mẹ nó đâu có vô được đâu. Ra được, vô mẹ nó hồi nãy mới vô đó. Mẹ nó bà nào? Bà cứ là bạn áo phát lên ngang đó. Kêu mẹ nó ra đây. Chiếc đâu đó rõ ràng hết rồi, bây giờ mà chuyển đi là tự ký giấy, tự là nói là cho con mình đi lên, chứ là người ta không có hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói chung á, bác sĩ ở đây người ta chuyển đi cũng được chứ không phải là không có được, nhưng mà muốn hỏi là khi nào chuyển thôi đó. Mà bây giờ nói hôm 3 giờ khuya thì bây giờ rồi gia đình mới gán đợi 3 giờ khuya đi đó, giờ đó là nằm trong bệnh viện rồi mình mới làm cái quy trình của người ta. Bây giờ cái quan trọng bây giờ có kêu mẹ bé ra muốn nói chuyện mẹ bé, bây giờ muốn giúp đỡ cho cháu, mà bây giờ gọng mẹ bé cũng không chịu ra luôn, làm sao mà ai mà giúp, tội nghiệp còn nhỏ. Bây giờ chị vô, chị vô thấy bé đi, cho mẹ bé ra đây nói chuyện với anh sang. Bây giờ em nói là bây giờ chị vô chị thấy mẹ bé ra đây thôi, bây giờ về đi, để cho giờ mẹ cháu mà cũng muốn lánh mặt rồi, nó thực sự thấy cái cảnh này là biết mẹ cháu muốn lánh mặt rồi đó. Không muốn ra. Tôi nhận, tôi đoán trước sự việc vậy luôn á, mẹ cháu muốn lánh mặt rồi đó, nhưng mà bỏ nó nhỏ thấy nó tội quá trời luôn, thực sự thấy hình ảnh nhỏ vậy nó quá tội. Cho nên là bây giờ cái chuyện đó ai cũng có cái lỗi làm. Mình nó cũng phải là biết rồi, giờ mình từ từ mình vì con mình nữa, mình từ từ đó mình chăm lo con mình lại, mình sửa sai chứ không có gì hết. Mà phải ra gặp người ta để mà mình đón nhận được cái sự giúp đỡ của người khác, chấp nhận mình vì con mình đi. Nói chung ra là tổng đài á, vô đây là từ Trung Quốc qua đây là em chăm là nhiều. Mình em trong chăm không hả? Chăm ban ngày thì nó chăm được tiếng 2 tiếng hồ, còn như là ban đêm, cả đêm là em chăm hết. Còn mẹ nó đi đâu không chăm? Mẹ nó ra ngoài mà em không biết, ra ngoài thì không cần nữa, tại vì em ở trong đó em túc trực với nó 24 luôn. Sáng tay luôn á. Bác sĩ nói gì nè? Đây là mẹ cháu đúng không? Dạ. Rồi bác sĩ, em lấy ghế ngồi đây. Nói gì nè, bây giờ nói là chẳng hạn như là đi ngồi đi chị. Anh á giúp đỡ chẳng hạn như có thể đóng tiền xe để cho bệnh viện á là hoàn toàn là đem cháu đi được hay không?
tại vì là nói là có đủ phương tiện để lo cho cháu trên chuyến đường hay không. Hiện tại bây giờ là cháu là rất yếu, mà nếu làm áp lực quá người ta cũng dẫn cho đi, nhưng có vẻ gì là người ta không chịu trách nhiệm. Tại vì là coi như bất cứ giờ nào là cháu nó rất yếu, có thể là ngạt thêm tắt thở giờ nào người ta có thể là người ta chống chọi được, người ta lo được và bác sĩ tục chiến làm được. Đó là cũng như là bác sĩ là hoạt động trực tiếp 24/24 là người ta liên lạc với cảnh rồi ấy, là nói nếu anh thương tình thì chẳng hạn như bây giờ nếu anh có giúp thì bác sĩ thì lo hết tất cả đó thành lo được, nhưng mà đều có cái tiền xe là bác sĩ không có lo được. Nói bây giờ cái tiền xe nó không có quá vô có tiền xe để cho bệnh viện là tục chiến là đưa cháu đi được hay không. Rồi bây giờ cái vấn đề tiền xe không có quan trọng. Bây giờ hỏi khi nào chuyển đi? 3 giờ người ta đã làm thủ tục hoàn thành hết chưa? 3 giờ đúng không? Cô sẵn sàng cô đóng cho cái tiền xe trả lại vô cho bệnh viện. Dạ. Ha, để đưa cho cháu đi. Đồng ý không? Rồi. Đưa lên bệnh viện Nhi Đồng thành phố hay Nhi Đồng 1. Đấy hồi nữa em vô em hỏi là đưa cháu lên bệnh viện là vô trong nào, là tại vì hồi nãy ông nói ông thân trần rất là rõ ràng, ông nói cháu có thể ngạt thêm tắc thở bất cứ lúc nào, là nói chung là nó rất cái vấn đề mà nói về cái quy trình mà người ta làm việc á thì đúng, chứ người ta không có nói sai. Đúng. Nhưng mà cái ở đây tôi muốn vô tiếp xúc rồi để mà tôi giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Không, người ta từ chối không tiếp xúc với tôi. Không phải là người ta từ chối. Không, mà lúc hồi nãy em không có trong đó em nói chuyện. Ông có kêu em vô, ông có nói. Ông nói lại. Ông nói là ông nói sai. Lý do sao mà em quen biết được với những nhà hảo tâm như vậy? Đúng không? Em mới nói là nhờ là lối xóm chỗ em ở một phần, chứ hơn nữa là nhờ là chị em trên bệnh viện ở Phú Quốc á là thấy cháu như chị rồi bức xúc quá mới đăng lên để bạn mới kêu những gọi những nhà hảo tâm để cầu cứu cháu giúp đỡ cho cháu, là anh mới đứng ra là anh mới là cho người xuống là để là hỏi là bình tình như thế nào để giúp đỡ cho cháu trong những cái lúc nguy ngập, là thành ra bây giờ mới chuyển qua dưới đây là anh mới xuống là coi tận tình cháu như thế nào để đi vô hỏi tình tình cháu bác sĩ để anh biết được anh xử lý là ấy như vậy. Cái ông mới nói là cũng như là bây giờ là giúp đỡ những cái chuyện đó là bệnh viện không có cấm, là cũng như là giúp đỡ được phần nào thì ổng mừng giùm cho phần đó, nhưng còn cung cấp cái thông tin là tuyệt đối ổng không cung cấp thông tin được, là tại vì kiểu như là bây giờ ổng liên lạc hết trơn á cho ảnh là ổng sắp xếp hoàn toàn hết trơn cái ca chuyển đi này, là 3 giờ đêm nay sẽ chuyển đi để cảnh có người đó là bác sĩ cũng chuyến ở đây đưa đi. Còn nếu như mà kêu người nhà suy nghĩ cho kỹ, còn nếu như mà đi chuyến xe đó người ta cũng dẫn ký giấy cho đi, nhưng mà họ đã ký giấy rồi ra khỏi tổng bệnh viện là người ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm nữa. Cháu bây giờ nó rất yếu là không biết sẽ tắt thở lúc nào, tại hồi trước nó đã tắt thở một lần rồi, là cũng như là người ta nói là có lo được đầy đủ cho cháu, có mà lo được khoảng mà chẳng hạn như tắt thở có lo được hay không, hay là hoặc là nghẹt tim á có lo được cho cháu kịp lúc hay không, nhưng mà ở bệnh viện người ta lo cái khoảng đó được. Bây giờ nếu như người ta kêu nói là bây giờ bàn lại cho kỹ đi rồi hỏi anh, chẳng hạn như bây giờ nếu thương tình thương cháu thì bây giờ bệnh viện nó đã giúp hết như vậy rồi, đó là 3 giờ đó là mới chuyển đi, nhưng mà người ta không có lo được cho mình cái khoản tiền xe. Bây giờ nếu người ta nói là nếu như mà anh có lòng mỗi năm bình thường á, anh có thể đóng cái khoản tiền xe đó để cho cháu đi được hay không, đóng cái khoản tiền xe đó để cho bệnh viện đưa cho cháu đi tới thành phố là đi xe của bệnh viện, là người ta nói như vậy. Rồi em mới nói là cho em xin phép ở ngoài để gặp rồi em bàn lại với chị em, rồi đâu đó rõ ràng em mới vô em quyết định được mà em ký giấy, chứ còn như bây giờ nói em cũng không có một mình em ký giấy được đâu, tại vì cái mạng của con em á là trên hết, đâu phải nói chuyển là chuyển hay là nói ở là ở đâu. Rồi em nói xong chưa? Dạ em nói xong chưa? Thì em nói hoàn toàn hết là chị đó cho anh hiểu. Hồi nãy em vô nói chuyện với ông bác sĩ không có em? Không, em ở ngoài không có. Rồi em bây giờ anh thực lại nguyên nhân á. Ngoài đường nó hơi ồn chút nha cả nhà. Thứ nhất đó, anh vô muốn gặp giúp một cái hoàn cảnh nào, anh ở xa anh đến thì anh nghe thoáng qua thông tin đó là gia đình khó khăn không có giấy tờ, anh giúp có nhiều trường hợp ở các bé ở từ 5 tuổi lên xuống là được hưởng chế độ chính sách nhà nước, nghe nói cháu không có giấy tờ, mẹ cũng không chứng minh nhân dân, thì anh nói chết cha như vậy là đâu có gì mà chứng minh để được hưởng chính sách nhà nước.
Dạ anh muốn vô trong này anh xác minh là cho nó kỹ. Anh gặp bác sĩ, anh vô là điều đầu tiên là anh phải tôn trọng bác sĩ, anh gặp bác sĩ anh hỏi. Thứ nhất là cái ca bệnh này bệnh tình nó có nặng hay không, rồi tôi muốn giúp đỡ cho ca này thì nghe người ta nói là gia đình nó không có giấy tờ này kia nọ, thì tôi muốn xác nhận là có đúng hay không. Nếu mà đúng á thì á, gia đình không có tiền mà chi trả những cái khoản mà linh tinh của bệnh viện thì tôi sẵn sàng tôi đóng tiền vô viện phí vô đây đó. Giờ tôi cần bác sĩ đó, tôi chỉ cần hỏi mấy mấy câu đó, bác sĩ đó xác nhận cho tôi là đúng là cái trường hợp của ca này nó có giấy tờ hay không, có giấy tờ thôi, có thiếu tiền gì cho đây không, rồi để tôi đóng. Ông không cho mình nói nữa, ông nói ông khoan nghe, ông nói là kêu là anh có giấy giới thiệu gì anh vô đây. Tôi nói tôi là dân tường, tôi làm từ thiện với dân tường thôi, tôi thấy người ta hoàn cảnh khó khăn đã giới thiệu vô để tôi đóng tiền giúp tôi. Chứ là giờ ông nói là trên nguyên tắc là phải có giấy giới thiệu đi vô, đó, giấy giới thiệu và để mới đi vô là mới người ta mới cái vấn đề thông tin ở đây là phải hiểu cho rõ, ông bị hiểu nhầm. Cung cấp thông tin là cung cấp thông tin nào, mình đang muốn hỏi là giấy tờ ở gia đình có hay không, có thiếu tiền ở bệnh viện hay không. Ông có nghĩ mình ở đây cung cấp thông tin với bệnh nén của nó này điều trị ra sao này kia lung tung, thì thật ra tôi nói lại có bây giờ đã nói như vậy tôi không muốn nói tới nó luôn. Tôi nói từ là tôi là người bình thường, tôi đến đây muốn giúp đỡ một người ai đó, thì bây giờ nếu mà hỏi tôi có cái giấy giới thiệu không thì tôi cũng bỏ tay, tôi không có giấy giới thiệu gì hết. Nếu mà tôi không có giấy giới thiệu thì tôi cũng không có được cái tư cách nào để mà vô đây để giúp người ta, chỉ vậy thôi nha. Thì bây giờ quay lại cái trường hợp của em nè, cái chuyện của thằng cháu này á, con của em á, tí xíu nữa tôi vô đây tôi đóng tiền cho bệnh viện để cho người ta có y tá điều dưỡng đưa cháu lên tới bệnh viện thành phố. Có chuyện đó là chuyện đúng rồi, tí xíu rồi vô đồ đóng. Giờ quay lại vấn đề của em, em có thể em nói rõ sơ về cái cuộc sống của em như thế nào? Thì em sanh đứa con này đứa mấy? Thứ ba. Thứ ba đứa nào? Trước khi anh xuống cái này em bước giúp bằng hoàn cảnh nào, anh xác minh rất là kỹ anh mới xuống giúp. Anh cần em phải nói thật. Em đứa thứ ba. Nếu em muốn cứu con của em phải nói thật. Anh cho em suy nghĩ trong vòng 5 phút rồi em nói chuyện nha. Muốn cứu cháu Lân này. Tên Lân đúng không? Em phải nói thật cho anh. Dạ em cũng nói thật cho biết là cái hoàn cảnh của em không à. Tại nói chung ra là tôi tất là em có 4 đứa con. Đứa thứ tư. Còn đứa thứ 5 mà em cho đúng không? Không, cái anh thằng này á là em gửi về quê là cho anh. Đứa 2 tuổi đúng không? 2 tuổi. Dạ. Mấy 2 tuổi. Như vậy là cộng với 3 đứa đầu với là đứa 2 tuổi với luôn. 2 đứa đầu. Dạ. Là 4 đứa. Với 2 đứa này là 4 đứa. Dạ. Rồi cái đứa đó đâu? Cái đứa nào? Cái đứa 2 tuổi đó. Cái đứa 2 tuổi đó là em gửi về quê chạy chị em chăm sóc. Nó phụ với em. Chứ một mình em. Chứ em không có cho đúng không? Không. Rồi. Đó, còn đứa này á là cha nó bỏ từ khi em mang bầu. Dạ. Rồi á em mới ở cũng đi làm đụng làm thuê làm mướn, nói chung ra cũng phụ quán cơm hết chỗ này tới chỗ kia để làm để kiếm tiền sanh nở. Thì sanh thì em sanh cảm xá ở dưới rồi đó, sanh ở cảm xá ăn thới đó, cho nên bệnh viện dùng ăn thới đó, nhà nó sanh đó, thì sanh ra là đâu được bao nhiêu khoảng chưa đầy 2 tháng là cũng như đói khổ quá trời, đó không tiền không bạc, cháu còn sữa còn uống á, bệnh viện nó còn nhỏ nữa, chứ nữa sanh ra nó có 2 ký mấy. Buộc lòng em phải xuất thân ra đi làm sớm, em phải gửi cháu gửi hết chỗ này tới chỗ kia để người ta giúp để em đi làm. Em đi làm ấy, kiểu như bưng hủ tiếu hay làm thế làm này kia vậy đó để kiếm tiền về đằng lo sửa dùng cho cháu, của em phải trả tiền giữ mướn giữ nữa. Rồi trong khi đó em mướn giữ rồi kéo dài ra cũng được mấy tháng nay, rồi cháu á bệnh sốt cũng về tới về lui, rồi cái người giữ đó cũng có gọi điện cho em. Thì em cũng mua sữa, mua tả, đồ cũng đem lên. Thì thấy cháu nóng đồ này kia cũng ẩm đi khám. Nhưng mà khám nó kiểu như là bệnh viện tư á, thì người ta nói nó bị phò khè với nó bị yếu phổi gì đó. Rồi nóng cái bé 2 tuổi rồi. Còn mấy đứa bé mà đầu tiên người chồng trước của em bán số, em có về thăm em? Không,
con tới bây giờ là em không có ấy nè. Em không có gặp. Anh nói tới đây tôi có nghĩa là trước khi xuống đây anh xác minh đủ rồi đúng không? Đó là em không có gặp được. Mà anh có nói có đúng không? Thì anh nói thì cái nào đúng quay lại đứa nhỏ này ha, quay lại đứa nhỏ này. Thì bây giờ chuyện đó trước mắt đó là cứu đứa nhỏ này. Tôi sẵn sàng tôi đóng tiền vô để mà chi trả cái tiền xe cộ, điều dưỡng, đưa cháu lên trên Sài Gòn để điều trị càng sớm càng tốt. Chưa thấy cháu tôi thấy là cái tình trạng nó nguy kịch đó, nó nặng chứ không phải là nhẹ đó. Rồi, rồi bây giờ về ha, quay lại. Cái chuyện trước kia em như thế nào anh không biết, em sống ra sao anh không biết, nhưng anh khuyên em ở đời bản thân anh cũng có cái sai lầm, ai cũng có cái sai lầm, nhưng hãy biết quay đầu. Anh khuyên em hãy biết quay đầu, phải biết gì con, không một bà mẹ nào bỏ con hết nha. Từ ngày qua tới giờ vô trong bệnh viện em ở trong đó với bà con em được bao nhiêu tiếng đồng hồ tự em biết. Anh nói tới đây là em biết rồi đúng không? Hãy gắng cố gắng vì con mình, cứu lấy con mình trong lúc này. Nó là đứa bé, một cái sinh linh, một cái mạng người vô tội. Thôi thì hãy gắng cố gắng làm lại từ đầu để nuôi con, mong rằng cho con mình nó được nên rồi, mong rằng cho con mình nó được tai qua nạn khỏi. Mà bản thân em ngay từ bây giờ nghe là cầu nguyện trời Phật sám hối với những gì mình đã làm, để cầu nguyện làm sao cho con mình vượt qua cái phút giây này. Nếu như mình không quyết tâm làm cái điều đó thì ai cứu con mình đấy? Em có biết giữa cái giao cách thần giao cách tử của người mẹ và người con, nếu người mẹ thật sự quan tâm đứa bé đó, trong một sự tích tắc nào đó đứa bé nó sẽ quay trở về sống bên mẹ nó. Em có hiểu được cái vấn đề này không? Anh nói như vậy anh hoàn cảnh mẹ hiểu. Hãy gắng cố gắng nghe là nhé, ngay từ bây giờ hãy cầu nguyện Phật đi, cầu nguyện lên trên che chở cho con mình, làm bằng hết tất cả trái tim của một người mẹ để cứu lấy con mình. Còn nếu như mà em bỏ bê cháu, thật sự khó em mà cứu được lắm nha. Hứa với anh không? Em là mẹ anh không bỏ được anh. Anh chỉ cần nói với em tới đây, em có hứa với anh không? Em có hứa với anh, chứ hứa với bà mạnh được mọi người không? Em hứa là cũng như là em lòng hết lòng để em lo cho con em. Hãy lo cho cháu đàng hoàng. Bây giờ anh sẽ quay vô trong đó bệnh viện. Em vô trong đó em nói. Anh sẽ trực tiếp vô trong đó anh đóng tiền. Anh vô anh đóng tiền cho bệnh viện. Số tiền nào bệnh viện cần để mà đưa cháu đi lên, anh vô anh đóng hết tất cả mọi chi phí. Khi mà em vô nói bác sĩ đồng ý, rồi gọi điện thoại anh chạy vô, kêu bé này anh gọi anh chạy vô nhé. Rồi anh chạy vô tranh thủ đi. À, em tên gì? Thực sự em cũng là một cái người cô thôi đúng không? Nhưng mà thấy đứa nhỏ này bản thân em cũng bỏ không được. Tất cả quý vị khán giả cũng như Mạnh Thường Quân cũng ai bỏ được. Bản thân anh cũng vậy nữa, thấy nó quá tội. Thôi thì thương cháu thương cho chót đi. Gắng cố gắng. Hãy lấy một cái tấm lòng, em đã từng là mẹ đúng không? Tấm lòng của một người mẹ, một người phụ nữ. Một người phụ nữ tuyệt vời, người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời. Dù cho mẹ nó như thế nào chăng nữa, gắng cố gắng giúp cho cháu bé này. Không, em nha. Không có bỏ cháu không được. Okay. Bây giờ mẹ nó làm sao cha nó em vẫn. Ok, như vậy là quá tốt rồi. Rồi thay mặt cho mẹ của cháu cũng như là cháu. Dạ. Mọi người cảm ơn em nhiều lắm. Em có đồng ý đọc cái số điện thoại của em lên đây. Em đồng ý đúng không? Em đọc lại số điện thoại của em, đọc lớn lên, đọc chậm chậm. 0379 44 100 ba con số bốn đọc lại không? 0379 44 100 em. Dạ. Tên gì? Em tên Thủy. Rồi thông qua cái số điện thoại này
thì quý vị mạnh thường quân nào mà tin tình cháu, muốn giúp đỡ cho cháu thì hãy liên hệ trực tiếp với lại Thủy là cô của cháu để mà đón nhận được cái sự chung lòng chung sức của quý vị. Thì thực ra bây giờ cái trường hợp của cháu nó cũng rất là nguy cấp, cháu nó nặng đó, chứ không phải là chơi. Thì Sang thì bây giờ công việc nó quá nhiều, Sang không thể nào có thời gian để chạy tới chạy lui. Sang rất mong quý vị mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ cho cháu, thương tình cháu thông qua cái số điện thoại của cô của cháu là cái người tạm gọi là giám hộ, có được cái lòng tin của quý vị thì quý vị cứ gọi thẳng trực tiếp cho cô của cháu để giúp đỡ cho cháu. Và thật ra trường hợp của cháu á, thì Sang cũng nói luôn có giấy chứng sinh rồi thì coi như là cũng đã chứng minh được cháu để hưởng được cái chính sách của nhà nước thì được 100% á, hưởng được bảo hiểm 100% á. Và chỉ có tốn cái tiền ăn đi tới đi lui rồi hoặc là những cái tiền nào mà tiền thuốc nào gọi là thuốc mài gì đó thì mới tốn thêm thôi nha. Quý vị nào thương tình hãy gọi trực tiếp cho Thủy, thì Sang rất là nhiều việc cho nên Sang đến đây là để mà giúp đỡ đóng tiền tạm ứng cũng như là chi phí để vận chuyển cho cháu lên trên Sài Gòn. Rồi nếu có duyên nữa Sang rảnh thì Sang ghé vô bệnh viện nào ở dưới Sài Gòn, mà khi cháu tới thì Sang sẽ cập nhật để tiếp cho quý vị biết là cháu đang nằm ở Sài Gòn ở bệnh viện nào, rồi quý vị đến để mà gặp trực tiếp em Thủy để mà giúp đỡ cho cháu. Thì bây giờ mẹ điện ra thôi, đồng ý không? Rồi bây giờ Sang vô để mà làm mọi thủ tục để mà đóng tiền để chuyển viện cho cháu lên thành phố Hồ Chí Minh càng sớm càng tốt. Thì Sang cũng báo luôn là không đi trên cái chuyến xe cứu thương của Sang, nhưng mà đi trên chuyến xe của ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Sang sẽ cập nhật tiếp cái thông tin cho quý vị biết là khi cháu lên tới Sài Gòn an toàn và được nằm ở bệnh viện nào, được cấp cứu ở bệnh viện nào, Sang sẽ cập nhật ở cái video sau cho quý vị nha. Giờ đây là 11 giờ đêm rồi, bây giờ Sang phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương Sang quay về. Thì anh sợ là em nói là 10 giờ chuyển anh, xe cứu thương anh đưa một cái bệnh nhân về đây cho nên anh kêu Khoan quay đầu về đó, anh Khoan kêu quay đầu về để anh gọi có trường hợp nào rồi sẵn xe mình đưa đỡ đúng đồng nào hay đồng đó. Giờ xe mình đang đổ đâu? Rồi mấy đứa quay về lại Sài Gòn luôn đi, rồi sư phụ quay về đâu Sài Gòn luôn. Bây giờ ở đây người ta đi cái xe trong bệnh viện dạ, khỏi cần xe mình nha. Rồi quay về đi, coi mấy cái oxy đổ này kia coi còn đủ không, về bơm luôn nha. Rồi. Đó, rồi sớm giờ phải chờ cái chốt mình, chốt cái xe của thương của mình nằm ở đây để mà lỡ có chuyện gì mà không có xe thì mình đút cái xe mình vô liền. Thôi thì bây giờ bệnh viện đi xe bệnh viện cũng được đi, để người ta có y tá điều dưỡng rồi luôn cho nó an toàn nha. Rồi mình đi xe mình thì chắc chắn là người ta không đi chung mình rồi đó. Điều trị mà bé nó khỏe rồi thì chị nuôi dưỡng bé hay là chị để lại cho mẹ bé nuôi điều dưỡng tiếp? Tại vì người ta nói em hồi chiều em là cũng là đòi là nhận nuôi nó, nhưng mà bác sĩ không cho, bác sĩ nói em không có quyền. Thì cái này là cái chuyện của bác sĩ. Nhưng mà còn cái chuyện mà nói chung là về tình người
thì theo như chị thấy mẹ bé không quan tâm đúng không? Thì theo như chị, nếu mà bé mà xuất viện về khỏe lại, bé xuất viện về thì chị tiếp tục nuôi dưỡng bé, chị giao lại cho mẹ bé. Em nếu mà về á là em nuôi cho uống cáp, mà nếu mà mẹ nó có điều kiện nuôi được á thì cho nuôi ăn được, tại vì em còn con, em đang còn đi học qua bển, có hai chồng đứa con. Chị ở đâu chị? Em ở chợ Tình Yên dưới này nè. Có bao nhiêu nha? Em biết là đứa nhỏ nào nó cũng phải cần tình thương của mẹ, nhưng mà một người mẹ không quan tâm tới con nhiều thì bây giờ gì vậy, chỉ có nuôi đi nữa, con nít mà nó bị bệnh hoạn đó, tuổi này là phải nó nuôi chăm sóc, mà bây giờ mẹ bé không chăm sóc cho bé được, không chăm sóc tận tình cho bé thì chị nghĩ đi, muốn con bé lỡ bệnh hoạn gì nữa thì sao nữa, thì bệnh hoạn là cái chuyện nó phải có xảy ra rồi đó. Con nít mà chỉ có con, chị biết em bản thân em con em, dạ. Em hai đứa em biết mà. Chị có mấy đứa chị? Con đứa trai em tới 11 tuổi rồi, lớp 4 rồi. Bình thường chị có làm gì không? Dạ. Bình thường chị làm gì? Con đi học chứ, mà làm da ua chăm chuối đồ đi lại trường bán, chứ ở nhà bán lai gai ở nhà, bán nước cá, bán đồ gì đó, bán kem đồ ở nhà vậy đó. Dạ. Như như buổi sáng chị lại trường chị bán chút xíu thôi gì? Dạ, bán chừng 20 phút mỗi tiếng à. Rồi chiều đi lại cái trường mầm non ở gần nhà bán nữa, bán từ 4 giờ tới 5 giờ về. Chị bán con ơi. Chúng mình một ngày bán gì kiếm được nhiêu chị? Ngày nhầm cỡ hồi lúc trước á, hồi năm ngoái nó bán được lắm, hôm nay dịch tới giờ bán ngày nó 40 ngàn, 50 ngàn à. Tại vì người ta dưới mùa Bắc nè, ba cái đó lạnh á, người ta đâu cho con ta ăn đâu. Bữa nào lâu lắm mới đòi ăn, người ta mới cho ăn hàng được, không có được ngàn. Cái hình ảnh của bé mà đăng lên Zalo á là của chị đăng hay là? Dạ, của em. Chị đăng. Nói chung thì thấy bé cũng thấy tội, thì nếu mà ngoài chị thấy mà nhắm mình chăm sóc được cho bé thì em khuyên chị nên muốn chăm sóc cho bé, biết đâu bé nó không có duyên làm con chị mà nó có duyên làm cháu chị, thì nói chung là nó đầu thai lộn chỗ đi. Chẳng nuôi được. Để mở đèn ơi. Ghế này anh đã lên món tiền trong đó rồi. Lấy chuyển đi là cầm cái phiếu này để mà chuyển cháu đi thôi. Nha. Rồi trên đó là đã đóng hết 3 triệu rồi. Đóng hết 3 triệu rồi, còn ở đây 7 triệu. Ha. Anh đưa cho em giữ 7 triệu này để bỏ trong người, để chuyển cháu lên Sài Gòn, để có tiền trong túi là có gì xây sở. Dạ. Khi vô bệnh viện mà không có tiền là cũng như không. Giữ 7 triệu này, tổng cộng nó là 10 triệu này là của anh Đông và chị Thủy Tiên ở bên nước ngoài nha. Còn anh Đông và chị Thủy Tiên của bên Mỹ đó. Anh gửi cho gia đình 10 triệu. Thì gắng cố gắng khuyên năng mẹ đó. Không ai chăm sóc bằng mẹ, mình chăm sóc con đâu. Còn em cũng còn gia đình đỏ này kia nữa nha. Thì anh cũng đã nói với mẹ nó rồi, anh Đông chị Thủy Tiên gỡ 10 triệu thì đóng vô trong cái tiền vận chuyển 3 triệu, còn là 7 triệu đưa cho em giữ. Còn mẹ nó cũng biết rồi, em cứ giữ tiền nữa đi. Còn mẹ giờ giao mẹ nó là anh cũng không có yên tâm mấy nữa nha. Rồi thôi gắng cố gắng, khi nào lên nó chở vô bệnh viện nào họ nằm coi nào nhắn tin nhanh biết rồi được rồi. Giờ anh phải quay về lại Sài Gòn, rồi mai anh phải bị cấp.
nên là không có ở đây tới 3 giờ sáng để mà cùng với gia đình đi lên nha. Rồi gắng cố gắng đi. Cảm ơn em mấy ngày nay chăm sóc trong bệnh viện. Hai mẹ nó của là cháu. Em nói chung ra là em thấy cũng rất dễ thương lắm. Em người hàng xóm em cũng lo nữa chứ không phải cần cháu hay là không gì hết trơn á. Vậy cũng tốt rồi. Dạ. Gắng cố gắng nha, động viên năng mẹ nó. Ha. Rồi gắng cố gắng mà chăm con mình. Trước kia em cũng không có lỗi lầm hết á. Dạ. Nhưng mà có cái quan trọng là bây giờ mình phải biết mà biết sửa sang, mà già đồng thời phải biết đứa con mình nó đang nằm trên cái màn, nó giống như cái ngọn đèn treo chiếc gió vậy, phải đặc biệt quan tâm cho con mình, kế bên nắm tay con mình, cứ kêu con mình mãi để cho nó tỉnh. Con mình nó đã như vậy rồi, không đau lòng hay sao mà còn phải đi ra ngoài lăn tăn bên ngoài mà. Em ngoại nói mà thấy sốt ruột, nắm tay ngủ em cũng nắm tay, tại vì con nít mà nó sốt nhầm nó mấy bữa nay em thấy nó co giật thấy tội lắm, em nắm tay nó em ngủ, em nằm em thấy chịu nằm đó, nằm vậy đó chứ không dám ngủ, sợ ngủ làm khi nó sốt nó giật mình không hay, hay là nó nghẹt thở. Giống hồi chiều, hồi chiều em vô chậm chút xíu là nó nghẹt rồi, tím mặt hết trơn. Hồi chiều em đi đâu nè mà em vô chở, tại vì buổi sáng em chăm từ 6 giờ chiều tới là 6 giờ sáng, thức sáng đêm luôn là 3-4 ngày nay là em thức không luôn, em không có ngủ được miếng nào chứ. Rồi sáng ra là em đi ra em nằm em ngủ một chút, rồi sáng sao em kêu mẹ nó vô thôi. Ban đêm mẹ với phần em không ngủ, không thấy nó cũng lơ là, nó vô nó nằm chờ eo ngủ. Em hỏi cái bà kia, em hỏi dắt lên chứ chưa sao em thấy nó nằm ngủ không vậy, bà kia mới nói nó nằm dưới góc đó rồi nó kêu tao coi chừng giùm. Em nói trời chết luôn rồi, cái này không sao đâu. Để trao cho mẹ nó. Qua giờ nó ngừng thở mấy lần à? Ngày hôm qua thì nó không có ngừng thở, mà bữa nay mới chiều này nè là nó ngừng thở, tiếp mặt ngừng thở luôn. Co giật không? Co giật dữ lắm luôn. Thôi gắng đi nha. Dạ. Rồi thôi anh về trước, có gì nhắn tin anh. Dạ. Rồi, cảm ơn sang. Anh nhiều chứ em cảm ơn anh Đông và chị Thi Tiên. Dạ, em cũng cảm ơn anh Đông với chị Thi Tiên đã cho cháu em được 10 triệu. Em cảm ơn nhiều. Rồi. Dạ. Rồi Sang xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại Sang sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình của cháu Minh Lân và tình hình sức khỏe như thế nào khi đến bệnh viện Di Đồng ở Sài Gòn. Mà chưa biết vô bệnh viện 1 hay 2 hay là Di Đồng thành phố đây. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà. Giờ Sang phải quay về Sài Gòn gấp thôi. Rồi.